Các bạn đang nghe truyện tiên công khai vật trên kênh TV Audio CV. Chương 221, dạy một chút quy của gia tộc cho Ninh truyết một Đặc biệt là mông vị tận mắt nhìn thấy, chu huyền tích liên tiếp lấy ra ba con cơ quan thú có sức chiến đấu nga ngửa kim đan kỳ, dâng lên dung nham tiên cung để đổi lấy cống hiến. Thủ bút lớn như vậy, có thể thấy chu huyền tích đến đây là có chuẩn bị. Hoặc chính xác hơn là hoàng thất nam đậu quốc đứng sau ủng hộ chu huyền tích. Thêm vào đó, mông trùng liên tục gặp phải cản trở cơ quan viên hầu cơ quan nhân ngẫu quá mức mạnh mẽ mông vị cũng không nhìn ra khả năng đột phá trong thời gian ngắn đủ loại nguyên nhân thúc đẩy mông vị chủ động tung tin dẫn sói vào nhà tạo cớ cho việc tự ý hành động bức bách hoàng thất phải có phản ứng tiếp theo mông gia hiểu rõ nội tình nam đậu quốc mông vị kết luận quốc quân nam đậu quốc không có khả năng điều động đại quân đến hỏa thị tiên thành để uy hiếp như vậy chỉ có thể điều động cường giả đến tiếp viện. Mà cường giả ít nhất phải có tu vi nguyên anh kỳ. Mông vị cho rằng đây là khả năng cao nhất. Ông ta đã thông báo cho mông gia, một khi nhân tuyển này được xác định, mông gia sẽ lập tức hành động, toàn lực lôi kéo. Nhưng cuối cùng, thâm sai lại mang đến thánh chỉ và một tấm chiêu hiền lệnh. Chiêu hiền lệnh. Mông vị cười lạnh trong lòng. Chiêu này của quốc quân cũng không quá bất ngờ, chiêu hiền lệnh cũng nằm trong dự đoán của ông ta có thể nói là nằm trong kế hoạch vài ngày sau khi chiêu hiền lệnh được ban bố đã có ba tu sĩ kim đang tiến vào hỏa thị tiên thành và được phủ thành chủ mời đến tiếp đón chu đáo mông gia phát hiện ra dung nham tiên cung từ rất lâu rồi đối với mông gia mà nói nắm giữ dung nham tiên cung đồng nghĩa với việc có lý do chính đáng để chiếm giữ hỏa thị tiên thành tài nguyên của hỏa thị tiên thành tuy không quá phong phú nhưng vị trí địa lý rất tốt đối với mông gia mà nói, đây chính là vùng đất chiến lược. Phạm vi thế lực của mông gia có thể nhân cơ hội này mở rộng ra bên ngoài. Lực ảnh hưởng của mông gia trong toàn bộ Nam Đậu Quốc cũng sẽ tăng lên đáng kể. Những lợi ích này mới là thứ mông gia thực sự coi trọng, sắp có biến động lớn rồi. Âm thanh tuyên độc thánh chỉ vang vọng khắp thành, Ninh Triết đương nhiên cũng nghe thấy. Hắn cao mày, ánh mắt ngưng trọng, áp lực trong lòng tăng lên gấp bội muốn tranh giành vị trí kế thừa dung nham tiên cung hiện tại có hai con đường con đường thứ nhất là con đường cũ dành cho tu sĩ trúc cơ kỳ kim đan kỳ nguyên anh kỳ trở lên mỗi tầng thứ tu vi đều có tiêu chuẩn tạo nghệ cơ quan thuật chỉ cần đạt tiêu chuẩn là có thể tham gia cạnh tranh và chiến đấu thông qua các hoạt động khác nhau để giúp đỡ dung nham tiên cung từ đó thu được cống hiến của tiên cung khi cống hiến của tiên cung tích lũy đến một mức độ nhất định có thể đổi lấy tài nguyên tương ứng mà phần thưởng cao nhất chính là vị trí cung chủ của tiên cung con đường thứ hai là con đường mới chỉ dành cho tu sĩ luyện khí kỳ chính xác hơn là dành cho tu sĩ luyện khí kỳ tu luyện ngũ hành khí luật quyết khi ngũ hành khí luật quyết đạt đến tầng thứ ba đỉnh phong sẽ có tư cách được nhân mệnh huyền ti đưa hồn vào cung trong thử thách do tam tông thượng nhân cố ý sắp đặt tu sĩ luyện khí kỳ sẽ hóa thân thành con rối không ngừng vượt ải trong quá trình này họ sẽ học hỏi và trưởng thành về việc liệu con đường mới này có thể dẫn đến ngai vàng của tiên cung hay không ninh truyết vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn nhưng hắn đoán là có việc phát hiện ra con đường mới là một lợi thế lớn đối với ninh truyết tuy nhiên cùng với việc không ngừng tiến bộ và đột phá hắn cũng gặp phải rất nhiều chuyện ngoài ý muốn trong đó có vài lần liên quan đến nguy hiểm đến tính mạng từ việc ban đầu nổi tiếng trên bảng xếp hạng đến sự xuất hiện đột ngột của viên đại thắng rồi đến thiết bạch đi đến ngày hôm nay ninh triết đã tiêu hao gần hết những gì tích lũy được trong mười mấy năm qua cơ quan tạo vật mà hắn gom góp được gần như đều đã dùng hết trong trận chiến với thích bạch mấy căn cứ bí mật của tôn linh đồng cũng không an toàn chiêu hiền lệnh được ban bố chắc chắn sẽ thu hút vô số tu sĩ từ khắp nơi đổ về sẽ có một lượng lớn người mới tham gia cạnh tranh ninh triết cảm thấy bất an nhân tài trên đời nhiều như cá giết sang sông có cá hóa rồng xuất hiện cũng chẳng có gì lạ đặc biệt là những tu sĩ đến từ các môn phái lớn, họ được hưởng nền giáo dục tốt nhất, có được tài nguyên tu luyện ưu việt từ nhỏ, ta lấy gì để so sánh với họ đây? Tạo nghệ cơ quan thuật của ta có chỗ đứng trong ninh gia, nhưng bản thân ninh gia lại chú trọng vào việc phát triển phù lục. Trong số những tu sĩ sắp tràn vào đây, nhất định sẽ có người có tạo nghệ cơ quan thuật vượt xa ta. Ưu thế của ta về tạo nghệ cơ quan thuật sẽ dần biến mất, không còn chút hấp dẫn nào nữa. Hiện tại, ưu thế lớn nhất của ta chính là đi trước một bước. Tiến độ trong các thử thách là nhanh nhất, năm hạng mục trong, tiêu chuẩn nhập môn, đều đứng đầu. Nhưng ưu thế này có thể duy trì được bao lâu? Để đi đến ngày hôm nay, ta đã dốc hết sức lực rồi. Ninh Chuyết rất muốn nhanh chóng vượt qua những cửa ải tiếp theo. Hiện tại, tu vi của hắn đã đạt đến thần hải tầng thứ 6 đỉnh phong, có thể mở ra cánh cửa Phật môn thứ hai. Tuy nhiên, ngay cả cửa ải đầu tiên sau cánh cửa Phật môn cũng đã rất khó khăn. Sau khi thử vài lần, Ninh Triết phát hiện ra rằng người vượt ải sẽ bước vào một căn phòng được chia làm đôi. Nửa căn phòng là một xưởng cơ quan. Người vượt ải sẽ được cung cấp một số lượng hạn chế các công cụ cơ quan và bàn thao tác. Cửa ải cũng sẽ cung cấp một số nguyên liệu để người vượt ải lựa chọn. Sau 9 lần lựa chọn liên tiếp, người vượt ải sẽ sử dụng nguyên liệu đã chọn để chế tạo cho dù chế tạo ra cơ quan tạo vật nào nó cũng phải kết hợp với kim huyết chiến viên đại thắng để ứng phó với thử thách tiếp theo khi thử thách bắt đầu nửa căn phòng còn lại sẽ được di chuyển đến kết hợp với xưởng cơ quan tạo thành một căn phòng hoàn chỉnh đôi khi nửa căn phòng còn lại là đủ loại chướng ngại vật bẫy rập yêu cầu người vượt ải phải điều khiển cơ quan linh hoạt để vượt qua đôi khi nửa căn phòng còn lại là con rối pháp thuật con rối cung phu hoặc là bầy thú cơ quan yêu cầu người vượt ải phải đánh bại chúng bằng cơ quan. Cũng có lúc, nửa căn phòng còn lại là một cái lồng giam, bên trong giam giữ một con xích diễm yêu thú còn sống, yêu cầu người vượt ải phải tiêu diệt nó bằng cơ quan. Ninh Chuyết đã vượt qua 7 lần thử thách liên tiếp, nhưng đến lần thứ 8 thì mắc sai lầm, trực tiếp thất bại. Không còn cơ hội để thử lại, hắn bị dung nham tiên cung ném ra ngoài, linh hồn trở về cơ thể. Sau đó, Ninh Chuyết không ngừng nhớ lại, trong lòng tràn đầy cảm xúc như tôn lão đại đã nói việc dung nham tiên cung yêu cầu đệ tử chế tạo cơ quan linh hoạt trong quá trình thử thách là một mắt xích then chốt trong những thử thách tiếp theo cơ quan linh hoạt là nền tảng là cơ sở để phát huy chí ít con đường phật môn này là như vậy cấp bậc nguyên liệu mà cửa ải cung cấp sau cánh cửa phật môn thứ hai rõ ràng cao hơn một bậc so với trước đó theo xu hướng này nguyên liệu trong các cửa ải tiếp theo chắc chắn sẽ còn tốt hơn độ khó của cửa ải sau Phật môn thứ hai cao hơn nhiều so với trước đó. Nội dung thử thách nhiều hơn gần 10 lần, bởi vì trước mắt vẫn chưa đến dòng sông, nên chưa thể xác định được nội dung cuối cùng sẽ nhiều hơn bao nhiêu. Mỗi lần thử thách, chiến trường đều có thể được dọn dẹp. Các loại bẫy rập cơ quan, chướng ngại vật, con rối và xích diễm yêu thú đều là nguyên liệu mới, có thể sửa chữa cơ quan linh hoạt, chế tạo thêm nhiều linh kiện, phụ kiện cơ quan để trang bị cho cơ quan linh hoạt, thậm chí là trực tiếp chế tạo ra cá thể cơ quan phần thưởng còn lại trong phật môn đều có thể hỗ trợ trực tiếp cho cửa ải này còn phần thưởng của ma môn thì không hỗ trợ trực tiếp cho cửa ải này bởi vì trong suốt quá trình thử thách ta không thể điều khiển viên đại thắng chỉ có thể dựa vào viên đại thắng tự mình tấn công từ điểm này cũng có thể thấy được việc luyện chế cơ quan linh hoạt trong phật môn là cực kỳ quan trọng linh hoạt càng cao thì càng có lợi thế khi vượt qua các cửa ải tiếp theo những người khác muốn đến được đây phải đối mặt với khó khăn lớn hơn ta rất nhiều phải bỏ ra công sức và thời gian nhiều hơn ta rất nhiều à suýt nữa thì quên mất phật môn và ma môn đều đã bị ta đóng lại rồi bọn họ không thể vào được ninh chuyết suy nghĩ một lúc vẫn còn một sơ hở trong đại điện trung tâm thứ hai vẫn còn phật môn và ma môn hắn cần phải gian lận một lần nữa để đóng chúng lại chủ yếu là lần này rời khỏi tiên cung quá đột ngột ninh chuyết không kịp chuẩn bị sau khi thất bại hắn lập tức bị ném ra ngoài không sao lần sau có cơ hội thử đóng cửa xem sao trong khi ninh chuyết đang suy nghĩ về cửa ải thì tộc trưởng và thiếu tộc trưởng ninh gia đang thảo luận về hắn lần này ninh chuyết thực sự đã lập được công lớn tộc trưởng ninh gia cảm thán thiếu tộc trưởng ninh hiểu nhân phụ họa tên nhóc này thực sự là một hạt giống tốt về cơ quan tài năng về tạo nghệ cơ quan thuật thật đáng kinh ngạc. Chỉ là Ninh Hiểu Nhân đổi giọng, nó chủ động bày tỏ với con, muốn được thưởng băng ngọc tử, thái độ này khiến con cảm thấy không vui. Tộc trưởng Ninh Gia nheo mắt, nói với ý nghĩa sâu xa, Hiểu Nhân, ngươi phải chú ý một chút. Lần này, Ninh Chuyết tự mình tổ chức nhân thủ, hành động đơn lẻ, cũng không báo cáo với chúng ta. Trong số những người hành động cùng nó, không có ai là người của dòng chính. Ninh Hiểu Nhân hít sâu một hơi, phụ thân, Hài Nhi còn nhận thấy, Ninh Chuyết chỉ cần hô lên một tiếng là những người kia lập tức tụ tập lại, hành động cùng nó. Lực ảnh hưởng của Ninh Chuyết trong chi mạch không thể xem thường. Có lẽ bây giờ nó chỉ là luyện khí kỳ, nhưng với danh tiếng về tài năng của nó, đã được vô số gia tộc chi mạch chú ý nếu như lúc còn non nớt mà không ngăn chặn, để đến lúc nó trưởng thành thành cây đại thụ che trời, thì đã muộn, hối hận cũng không kịp. Tộc trưởng Ninh Gia chậm rãi gật đầu, cốt lắm, ngươi có nhận thức như vậy là tốt, không uổng công ta dày công bồi dưỡng ngươi bấy lâu nay. Ninh Chuyết quả thực là một hạt giống tốt, có thiên tư, nhưng nó còn quá trẻ, người trẻ tuổi luôn có chút kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Hành động lần này của nó có chút quá đáng, nên để nó hiểu được, gia tộc là trên hết, cá nhân phải đặt sau. Cho nó biết, có một số quy củ là phải tuân thủ. Đi dạy dỗ nó một chút dạy cho tốt để sau này nó trở thành một con dao sắc bén trong tay dòng chính chúng ta vâng phụ thân hài nhi xin phép ninh hiểu nhân chắp tay hành lễ lui về phía sau mấy bước sau đó xoay người rời đi cái gì ninh tuyết vậy mà một lần đột phá đến cửa thứ tám ninh tiểu tuệ kinh hô vẻ mặt đầy khó tin khi nghe được tin này sau khi xác nhận đi xác nhận lại sắc mặt ninh tiểu tuệ từ trắng bệch chuyển sang u ám nàng hồi tưởng lại những lần dẫn dắt ninh chuyết vượt ải, lạnh lùng cười, tên ninh chuyết này chắc chắn là giả vờ. Ta cứ tưởng lần đó đã để hắn thấy rõ uy lực của băng chi ngọc thủ, khiến hắn cam tâm tình nguyện chấp nhận thần phục. Không ngờ hắn lại âm thầm nuôi giả tâm, vừa ra tay đã làm nên chuyện lớn như vậy. Dám đùa giỡn ta, tốt lắm, tốt lắm. Ninh tiểu tuệ cảm thấy lòng tự tôn bị ninh chuyết chà đạp, tức đến mức suýt nửa phun ra máu. Cửa thứ 8 ta cũng đến. Không có lý nào Ninh Chuyết làm được mà ta, người thuộc dòng chính, lại không làm được. Ninh Tiểu Tuệ tức giận, lập tức triệu tập các tu sĩ luyện khí thuộc đội ngũ đổi tu. Nãi nãy của nàng biết chuyện, nhẹ nhàng khuyên nhủ, tên Ninh Chuyết kia có mười mấy người trợ giúp, Tiểu Tuệ lần này chỉ có năm người, lực lượng quá chênh lệch. Ngươi thật sự muốn đi khám phá tiên cung, vượt qua thành tích của Ninh Chuyết sao? Ninh Tiểu Tuệ có chút lúng túng. Chủ yếu là lúc thành lập đội ngũ đổi tu, thành viên dòng chính đều tìm đủ mọi lý do để từ chối, cuối cùng phần lớn đều là người thuộc chi thứ. Nhất định phải làm được, Ninh Tiểu Tuệ chậm rãi gật đầu, ánh mắt kiên định. Nàng nhìn nãy nãy, số lượng ít cũng có ưu điểm của số lượng ít. Độ khó của dung nham tiên cung thay đổi tùy theo mỗi người, số lượng ít, độ khó vượt ải của chúng ta sẽ càng cao, dung nham tiên cung sẽ không cần tăng thêm độ khó nữa. Cho nên dù có gặp phải cơ quan viên hầu chắc chắn cũng là ở nửa đoạn sau ninh tiểu tuệ tự tin phán đoán không lâu sau nàng dẫn theo năm thành viên đổi tu dòng chính đẩy cửa thứ nhất bước vào căn phòng số 2. băng chi ngọc thủ đóng băng những cơ quan ven đường đúng lúc bọn họ chuẩn bị vượt qua ải thì cửa thứ hai bị đẩy ra viên đại thắng hiên ngang từ cửa thứ ba bước vào cửa thứ hai ninh tiểu tuệ những người còn lại bùm 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 viên đại thắng ra tay sau một hồi trầm đục nó đã đánh nổ toàn bộ cơ quan nhân ngẫu của nhà họ ninh a à, ninh tiểu tuệ trở về nhục thân tức giận ngửa mặt lên trời hét lớn Nãy nãy của nàng an ủi ninh triết đến cửa thứ 8 mới gặp cơ quan viên hầu điều này chứng tỏ thực lực của bọn họ kém xa đội ngũ của tiểu tuệ từ vị trí của cơ quan viên hầu có thể thấy tên ninh triết kia tuy có thiên tư nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì lời an ủi của nải nải khiến tâm trạng khó chịu của tiểu tuệ vơi đi phần nào nhà ninh trách ninh hiểu nhân vẻ mặt đầy tiếc nuối nói với ninh chuyết chuyện là như vậy ninh chuyết nhíu mày khó tin nói hiểu nhân thúc công lao như vậy của ta còn chưa đủ để đổi lấy băng ngọc tử sao ninh hiểu nhân nói hiền chất không thể nói như vậy băng ngọc tử là thứ tuyệt hảo để tăng cường pháp lực nâng cao tu vi nhưng pháp lực của các thành viên trong đội đổi tu đều bị giới hạn ở tam trọng đỉnh phong, vẫn tu luyện công pháp cũ, căn bản không thể đột phá. Ngươi dùng băng ngọc tử, chẳng khác nào lãng phí bảo vật. Ninh Triết giang hai tay, ta định đổi lấy một ít băng ngọc tử để dành, sau này dùng. Chẳng phải đây là kế hoạch tốt sao? Ninh Hiểu Nhân cười ha hả, ánh mắt có chút châm biếm, hiền chất, nhiều lúc, không phải ngươi muốn gì là gia tộc sẽ ban cho ngươi thứ đó. Ngươi dù sao cũng chỉ là luyện khí tầng 3, một thành viên của đội đổi tu, những chuyện gia tộc cân nhắc so với ngươi muốn nhiều hơn. Ngươi phải tin tưởng gia tộc, mọi quyết định của gia tộc đều có lý do của nó, nhất định là vì lợi ích chung. Ngươi đòi hỏi phần thưởng như vậy, thực sự không phải là biểu hiện tốt. Nghe lời thúc khuyên, đừng làm như vậy, sẽ để lại ấn tượng không tốt. Ninh Chuyết nhíu mày, vậy gia tộc thưởng cho ta cái gì? Lần này ta đã đột phá đến cửa thứ 8 đấy ninh hiểu nhân mỉm cười nói ra một loạt phần thưởng ninh chuyết trợn tròn mắt bất mãn nói chỉ có nhiêu đó thôi sao đuổi ăn mày à ninh hiểu nhân cảm thấy như bị kim châm trong lòng vô cùng khó chịu nhưng vẫn cố gắng kiềm chế nói hiền chất không thể nói như vậy tài nguyên của gia tộc rất quý giá tu vi và tư cách của ngươi thật ra so với rất nhiều tộc nhân khác còn kém xa lắm ngươi hiểu chứ ninh chuyết lắc đầu Phản bác, ta không thể hiểu nổi. Tu vi và tư cách của bọn họ cao hơn ta, vậy bọn họ có thể tiến vào tiên cung, đánh đến cửa thứ 8 sao? Nếu bọn họ làm được, ta cũng chẳng ý kiến gì khi bọn họ nhận phần thưởng hậu hĩnh. Lần này Ninh Hiểu Nhân thật sự không nhịn được nữa, nhíu mày, hiền chất, có một chuyện ngươi hình như đã hiểu lầm. Các ngươi khám phá dung nham tiên cung là vì muốn nhận thưởng sao? Đây là vì cống hiến cho gia tộc gia tộc cần các ngươi, đây là lúc để các ngươi thể hiện và làm rạng danh gia tộc. Ninh Chuyết lại lắc đầu, hiểu nhân thúc, ta không biết người khác thế nào. Nhưng ta gia nhập đội đổi tu, khám phá dung nham tiên cung, chính là vì muốn nhận thưởng. Ta thích tiền, ngài cũng biết mà. Ta thích rất nhiều, rất nhiều tiền. Càng nhiều tiền càng tốt. Ninh Hiểu Nhân nghe xong mà khóe mắt giật giật, tức giận đến mức muốn lấy roi quất Ninh Chuyết hắn ta hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng mỉm cười hiền chất ngươi có chí tiến thủ như vậy rất tốt đã nói đến đây ngươi cũng đã trưởng thành rồi ta sẽ nói thật cho ngươi biết ngươi muốn nhận đủ loại phần thưởng cũng không phải là không được chỉ là ninh hiểu nhân không nói ra miệng mà truyền âm ninh triết nghe xong vẻ mặt đầy khó chịu cái gì muốn ta gia nhập phe phái của một vị cao tầng nào đó còn phải ký kết khế ước phân chi chi thứ, dòng chính, thực sự nghiêm trọng đến vậy sao? Hiểu nhân thúc. Ninh hiểu nhân thở dài, nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Hiền chất, dù ta có thưởng thức ngươi, muốn nâng đỡ ngươi, cũng lực bất tòng tâm. Ta chỉ là thiếu tộc trưởng, mà phe phái của ta cũng chỉ là một trong tám phe phái lớn của dòng chính mà thôi. Ninh triết trầm mặt hồi lâu. Ninh hiểu nhân thấy vậy, nhẹ nhàng khuyên nhủ thêm vài câu nhưng ninh chuyết vẫn giữ im lặng ninh hiểu nhân mỉm cười vỗ vai ninh chuyết lúc đầu ta không định nói cho ngươi biết chuyện này phụ thân ngươi là ân nhân cứu mạng của ta ta cũng muốn bảo vệ sự ngây thơ của ngươi nhưng tiểu chuyết cà ngươi quá ưu tú sớm tiếp xúc với những chuyện này rồi có lẽ đây là thử thách mà ông trời dành cho ngươi với người tài giỏi ông trời luôn dành cho họ nhiều thử thách hơn lần này thúc thúc hy vọng ngươi có thể điều chỉnh tâm trạng vượt qua thử thách này. Ninh Chuyết, bây giờ ta nên làm gì đây? Hiểu nhân thúc. Nụ cười của Ninh Hiểu Nhân càng thêm đậm, ví dụ như, ngươi có thể cải tạo một số bộ phận cơ quan trong phòng chỉnh đốn trang bị của Dung Nham Tiên Cung. Sau khi thử nghiệm thực chiến, những bộ phận cơ quan này rất hữu dụng. Ta đề nghị ngươi chủ động nộp bản vẽ liên quan lên trên, gửi cho phe phái nào cũng được, chủ yếu là để cao tầng thấy được thái độ chủ động của ngươi. Làm như vậy, khả năng ngươi xin được băng ngọc tử sẽ cao hơn sắc mặt ninh triết rất tệ hiểu nhân thúc ta muốn suy nghĩ thêm tốt nhất ngươi nên suy nghĩ kỹ không cần vội ngươi bây giờ là tầng 3 đỉnh phong vẫn có thể tiếp tục tu luyện công pháp cũ chẳng có gì phải gấp ninh hiểu nhân vỗ vai ninh triết đứng dậy rời đi cho đến khi ra khỏi cửa hắn ta vẫn không nghe thấy ninh triết gọi mình lại trong lòng hắn ta lạnh lùng hừ một tiếng lắc đầu bước đi bình thường rời khỏi nhà Ninh Trách. Vương Lan đã chờ sẵn từ lâu, gặp Ninh Hiểu Nhân trên đường, nhắc đến việc thả Ninh Trách ra. Ninh Hiểu Nhân vốn đang bực mình vì Ninh Triết, nghe Vương Lan nhờ vả, lập tức sụ mặt, lạnh lùng nói, chuyện này phải chờ thời cơ chín mùi, không cần hỏi nhiều. Trong phòng riêng của quán rượu, Trịnh Tiễn và Chu Trạch Thâm được Ninh Triết mời đến. Ninh Triết mời hai người ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, hôm nay mời hai vị đến đây, là muốn bán một tin tức vô cùng giá trị liên quan đến dung nham tiên cung trịnh tiễn ninh triết huynh nghe nói lần này huynh đại phát thần uy liên tiếp vượt ải thẳng tiến đến phòng số 8, có phải sự thật không ninh triết gật đầu tin tức này chính là ta phát hiện ra trong quá trình vượt qua tám cửa ải tuyệt đối là tin tức vô giá nếu muốn mua chỉ cần chừng này ninh triết giơ ba ngón tay trịnh tiễn và chu trạch thâm liếc nhìn nhau đều quyết định mua tin tức của Ninh Triết. Hóa ra còn có ấn ký thí luyện của đệ tử sao? Tin tức này quả thật vô giá. Trịnh Tiễn là người đầu tiên khẳng định. Chu Trạch Thâm lại giả vờ lo lắng cho Ninh Triết, nói: "Ninh Triết huynh, lần này huynh bán tin tức quan trọng như vậy, gia tộc của huynh sẽ không giận sao?" Ninh Triết lạnh lùng hừ một tiếng, "Chuyện này không cần Chu huynh bận tâm. Tại hạ tự có chừng mực." trong mắt chu trạch thâm lập tức lóe lên tia gian xảo vội vàng chắp tay a à, thật xin lỗi là tại hạ nhiều lời trịnh tiễn và chu trạch thâm đều trả tiền mua tin tức mang đến cho ninh chuyết một khoản tiền khổng lồ ấn ký thí luyện của đệ tử chu huyền tích nghe đến đây hai mắt sáng lên ông ta lập tức nhờ ba vị kim đan lão tổ điều đến vài tu sĩ luyện khí đã nhận ấn ký để thí nghiệm ông ta dẫn những tu sĩ luyện khí này đến trước dung nham tiên cung ngay sau đó dung nham tiên cung phát ra ánh sáng bao phủ lấy tất cả mọi người trong đó có cả những tu sĩ luyện khí kia có hiệu quả thân phận đệ tử thí luyện này quả nhiên cũng có thể cho phép bọn họ tiến vào tiên cung mà thực tế trong số họ có người chẳng biết gì về cơ quan thuật có lẽ ta có thể lợi dụng bọn họ chu huyền tích dẫn theo những người này khám phá dung nham tiên cung ông ta rất nhanh phát hiện rất nhiều kiến trúc công trình trong dung nham tiên cung không mở cho ông ta nhưng lại có thể sử dụng miễn phí hoặc trả phí đối với các đệ tử thí luyện ở một số khía cạnh nào đó quyền hạn của đệ tử thí luyện còn cao hơn cả thành viên hoàng tộc như ông ta ví dụ như căn phòng bên cạnh kia nơi đây lưu trữ rất nhiều cơ quan tạo vật hư hỏng ngay cả long ngoan hỏa linh cũng không thể sửa chữa chúng sao rất nhiều cơ quan tạo vật chỉ cần sửa chữa một chút là có thể sử dụng lại mà Chu Huyền Tích thông qua tầm nhìn của các đệ tử thí luyện mà có cái nhìn sâu sắc hơn về dung nham tiên cung. "Chờ đã, đó là gì vậy?" Chu Huyền Tích biến sắc, ông ta có phát hiện mới. Ông ta lập tức ra lệnh cho đệ tử thí luyện tìm kiếm trong đống phế liệu chất thành núi, lấy ra một cánh tay cục. Cánh tay cục màu đỏ sẫm, lóe lên ánh kim loại, rất nặng, tỏa ra ma khí nồng đậm. Phẩm chất rất cao, chắc chắn là vật liệu cấp kim đan, hơn nữa không phải vật liệu đơn lẻ mà là được chế tạo từ nhiều loại vật liệu khác nhau bằng đan thuật. Chu Huyền tích thầm kinh ngạc. Đây cũng là cơ quan bên trong dung nham tiên cung sao? Cơ quan cấp bậc nào mà lại dùng vật liệu như vậy chứ? Trong đầu Chu Huyền tích chợt lóe lên hình ảnh ba đại cơ quan tạo vật của dung nham tiên cung, đạo sư, Phật y và ma tướng. Chẳng lẽ đây là cánh tay của ma tướng? Chu Huyền tích tự nhiên đưa ra suy đoán như vậy. Ông ta cảm thấy hứng thú, ra lệnh cho đệ tử thí luyện lấy cánh tay cục bằng sắt kia ra. Nhưng không thành công. Đệ tử thí luyện vẻ mặt khổ sở, chu đại nhân, ta không làm được, cống hiến của ta quá thấp. chu huyền tích cười nói, không sao, dung nham tiên cung không hề yên bình, vẫn liên tục bị xích diễm yêu thú tấn công. Các ngươi có thể nhân cơ hội này tích lũy thêm cống hiến. Sau khi các đệ tử thí luyện làm theo, chu huyền tích phát hiện, giết cùng một con xích diễm yêu thú, đệ tử thí luyện nhận được cống hiến cao hơn nhiều so với những người khác chu huyền tích còn phát hiện các đệ tử thí luyện thỉnh thoảng nhận được tin tức quan trọng có nhiều cách để kiếm cống hiến hơn còn bản thân ông ta gần như không thể nhận được tin tức từ tiên cung cũng ít khi tìm được đường tắt để nhận cống hiến cách quan trọng nhất vẫn là tiêu diệt xích diễm yêu thú nhưng mà chiến trường khốc liệt nguy hiểm con đường tắt này thực sự rất mạo hiểm ngược lại các đệ tử thí luyện có nhiều lựa chọn hơn ví dụ như lấy những bộ phận cơ quan từ căn phòng bên cạnh kia về sửa chữa lắp ráp sau khi quan sát lợi ích thực tế mà họ nhận được chu huyền tích kinh ngạc phát hiện lợi ích từ việc sửa chữa lắp ráp này còn cao hơn cả việc tiêu diệt xích diễm yêu thú đây chính là đãi ngộ khi tu hành công pháp do tam tông thượng nhân cung cấp sao so sánh ra chúng ta rõ ràng bị đối xử bất công quá chu huyền tích không khỏi cảm thán có lúc chu huyền tích cũng từng nghĩ đến việc tu luyện lại từ đầu nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Ông ta đã là Kim Đan. Nếu là Trúc Cơ Kỳ thì còn có khả năng tu luyện lại. Kim Đan một khi đã hình thành thì căn cơ đã định, không thể tu luyện lại từ đầu nữa. Cũng chính vì vậy mà người ta mới nói, Kim Đan không hối hận. Các đệ tử thí luyện tích lũy cống hiến với tốc độ chóng mặt, rất nhanh đã có người tích lũy đủ cống hiến để đổi lấy cánh tay cục bằng sắt kia. Chu Huyền tích chạm vào cánh tay cục, đồng thời dùng thiên tư kim tinh, truy căn tố nguyên quyết để quan sát nó. Ông ta nhìn thấy một động nham thạch dưới lòng đất. Không gian trong động rất rộng lớn, có vô số trụ đá lớn nhỏ chống đỡ vách động. Một con ma viên to lớn, tỏa ra khí tức cấp kim đan, đang nhắm mắt ngủ say. Trong trụ đá nơi nó ngủ có một hang động nhỏ, bên trong chứa đầy chiến lợi phẩm của ma viên, trong đó có một cơ quan hình nhân bị phá hủy nặng nề. Cơ quan ma tướng, hai mắt chu huyền tích bỗng nhiên sáng lên. Xem ra, động nham thạch này chính là hang ổ của ma viên, tương đương với cung điện của vua chúa. Cơ quan ma tướng đã bị hủy ở đây, nhưng nếu ta có thể tìm lại được nó, chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều cống hiến. Nếu ta có thể sửa chữa nó rồi trả lại, cống hiến sẽ còn nhiều hơn nữa. Chu Huyền Tích dễ dàng đoán ra, cống hiến khi tìm lại được cơ quan ma tướng sẽ cao hơn rất nhiều so với ba con cơ quan thú chuẩn kim đan mà ông ta từng thu thập khi chưa gia nhập tiên cung. Bởi vì cơ quan ma tướng bản thân đã có chiến lực cấp kim đan, hơn nữa lại là cơ quan nguyên bản của Dung Nham Tiên Cung. Chiếu hiền lệnh của quốc quân đã khiến mông vị phải hủy bỏ lệnh phong tỏa đỉnh núi và tiên cung. Vô số người đổ xô đến Dung Nham Tiên Cung, đại đa số đều bị cản ở bên ngoài, nhưng cũng có một số ít người đạt tiêu chuẩn, được phép tiến vào bên trong. Dung Nham Tiên Cung trở nên náo nhiệt hơn cả trước khi bị phong tỏa. Chu Huyền Tích cũng cảm nhận được áp lực cạnh tranh từ đó ông ta cần nhanh chóng thu thập một lượng lớn cống hiến nới rộng khoảng cách với những người phía sau củng cố ưu thế của mình ba vị kim đan lão tổ của hỏa thị tiên thành chính là hậu thuẫn của chu huyền tích ba đại gia tộc đều chia ra hai hướng đầu tư một là ủng hộ chu huyền tích thể hiện lòng trung thành lấy hoàng tộc làm trụ cột hai là bồi dưỡng đội ngũ đổi tu của gia tộc không ngừng đột phá các cửa ải của dung nham tiên cung gia tộc tu tiên đều hành sự như vậy không để tất cả trứng vào một giỏ cho nên thường có tu sĩ cao cấp thuộc những đại tộc tu tiên nhậm chức ở các quốc gia khác nhau thậm chí là ở quốc gia đối địch rầm ninh hiểu nhân tức giận đập bàn gầm lên hắn thật sự làm vậy sao tốt tốt lắm ta cứ tưởng là chu gia trịnh gia đã phát hiện ra ấn ký thí luyện của đệ tử không ngờ lại là ninh chuyết chỉ vì vài nghìn linh thạch hắn lại bán tin tức quan trọng như vậy cho trịnh tiễn và chu trạch thâm hắn có biết là ninh gia chúng ta có thể nhân cơ hội này mà thu được lợi thế thu hẹp khoảng cách với chu gia và trịnh gia hay không hắn vì lợi ích cá nhân mà bỏ qua lợi ích của gia tộc tên ninh chuyết này quá ích kỷ tầm nhìn quá hạn hẹp chỉ vì không được cho băng ngọc tử mà đã lập tức bán tin tức cho ngoại tộc ăn cây táo rào cây sung hắn còn xứng là tộc nhân của ninh gia nữa không học hành bao nhiêu năm mà lại hành sự như vậy xem ra phải cho hắn một bài học cho hắn biết mình sai lầm đến mức nào ninh hiểu nhân đi đi lại lại trong thư phòng một lúc sau hắn ra lệnh ngừng cung cấp tài nguyên cho ninh triết trong đội đổi tu nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ đến tài nguyên tu luyện của ninh triết không chỉ có bấy nhiêu ninh triết còn có rất nhiều nguồn thu nhập khác cực kỳ phong phú ninh hiểu nhân lại nghĩ đến ninh tiểu tuệ nghĩ đến việc nàng tập hợp thành viên dòng chính lại chỉ vượt qua được đến phòng số 2, còn Ninh Tuyết lại liên tiếp đột phá đến phòng số 8. Ninh tiểu tuệ thật vô dụng. Nếu có thể ngăn cản Ninh Tuyết, tên nhóc kia làm sao có thể ngạo mạn giả tâm như vậy? Ninh Hiểu Nhân lại tiếp tục đi đi lại lại, sau đó hạ xuống mệnh lệnh thứ hai. Ninh Tuyết gia nhập đội đổi tu, hắn ta có quyền chỉ huy Ninh Tuyết, bắt hắn phải làm theo lời mình ngươi không phải rất tâm đắc với việc nghiên cứu cơ quan tạo vật sao tốt lắm ninh tuyết bây giờ ngay cả nửa canh giờ ngươi cũng không có để nghiên cứu cơ quan của ngươi nữa ninh hiểu nhân lạnh lùng cười trong lòng ninh tuyết từ chối mệnh lệnh ninh tuyết rút khỏi đội đổi tu cái gì ninh hiểu nhân nghe được tin này mà đứng hình sau khi bình tĩnh lại trong lòng hắn ta tràn ngập phẫn nộ gan lớn bằng trời gan lớn bằng trời sao hắn dám sao hắn dám làm vậy sao hắn dám từ chối nhiệm vụ của gia tộc sao hắn dám tự ý rút khỏi đội đổi tu a à. ha ninh hiểu nhân tức điên lên nắm lấy nghiên mực trên bàn ném xuống đất sau khi ném xong hắn ta lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó thế là hắn ta đến tư lao nhìn ninh trách ngươi dạy dỗ chất tự tốt lắm ninh hiểu nhân giơ roi lên không ngừng quất vào người Ninh Trách để giải tỏa cơn giận. Ninh Trách a, cơn gió này không thể nào để lớn được. Nhất định phải trị tội Ninh chuyết. Ninh Hiểu Nhân hạ quyết tâm. Lần này Ninh chuyết đã vượt quá giới hạn. Ninh Hiểu Nhân hiểu rõ, một khi hắn ta lơ là, dung túng, sẽ khiến cho quyền lực của chủ mạch gặp phải những nguy cơ tiềm ẩn vô cùng nguy hiểm. Hắn ta nhất định phải nhanh chóng dứt khoát ra tay đàn áp. tuy nhiên ninh hiểu nhân không phải là ma tu chính đạo luôn coi trọng danh tiếng chính đạo hành sự phải để lại cho người ta con đường sống ngày sau còn dễ nói chuyện ma đạo thì thường diệt cỏ phải diệt tận gốc cho dù ninh hiểu nhân là thiếu tộc trưởng muốn đối phó với ninh triết thuộc chi mạch cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng hắn ta bắt đầu thu thập phản ứng của các tộc nhân đối với việc ninh triết tự ý rời khỏi đội đổi tu trong tộc xuất hiện hai luồng ý kiến một là cho rằng ninh chuyết thiếu niên khí phách, hơi có chút thành tích liền kiêu ngạo, không biết trời cao đất dày. Hắn đã làm sai, khiến cho gia tộc cao tầng nổi giận, tự hủy hoại tương lai. Hắn không tham gia nữa thì đã sao? Chủ mạch vẫn còn ninh tiểu tuệ, chiến lực cũng không kém ninh chuyết là bao. Hai là thông cảm, khen ngợi ninh chuyết. Rất nhiều người thuộc chi mạch cảm thấy xấu hổ vì không có dũng khí phản kháng, họ lo lắng cho tương lai của ninh chuyết, vừa bùi ngùi tháng phục hành động của hắn dư luận không được tốt cho lắm ninh hiểu nhân nhíu mày suy nghĩ một chút rồi ra lệnh cho tâm phúc đi tuyên truyền một quan điểm hành động lần này của ninh chuyết quá ích kỷ không nghĩ đến đại cục công khai gây chia rẽ nội bộ khiến cho chu gia trịnh gia sẽ nghĩ như thế nào phủ thành chủ sẽ nhìn nhận ra sao đây chẳng phải là đem thân ra làm trò cười cho người ngoài hay sao kết quả một ngày sau khi ninh hiểu nhân tiếp tục thu thập thông tin lại phát hiện các tộc nhân bàn tán nhiều nhất về việc trong chuyện này chủ mạch đã thưởng phạt bất công đến mức nào, Ninh Hiểu Nhân không những không đạt được kết quả như mong muốn, mà dư luận của gia tộc lại càng hướng về phía Ninh Triết. Âm mưu muốn dẫn dắt sự chú ý của các tộc nhân, lợi dụng lòng người để đối phó với Ninh Triết đã thất bại, như vậy càng không thể đối phó với Ninh Triết được. Kiên nhẫn chờ đợi. Trong vòng một ngày, Trịnh Tiễn, Chu Trạch Thâm đều tự mình đến nhà thăm hỏi, trao đổi với Ninh Triết, rõ ràng là đã biết chuyện Ninh Triết rời khỏi đội đổi tu của Ninh gia hai nhà này đang đủ thâm ý, quá rõ ràng. Ha ha ha. Ninh Hiểu Nhân quyết định án binh bất động. Bởi vì hắn ta đã nhìn thấy ti hy vọng trong báo cáo tình hình. Trịnh Tiễn là người đầu tiên chủ động tìm đến Ninh Chuyết. Hắn ta là kiểu người tiêu biểu của trịnh gia, hành sự sấm vang, ngay sau khi đến nhà Ninh Chuyết, đã đi thẳng vào vấn đề chính, mời Ninh Chuyết gia nhập đội đổi tu của trịnh gia. Hắn ta từng cùng Ninh Chuyết chung tay xây dựng thụ vũ đấu viên, đại thắng, rất coi trọng ninh chiết chu trạch thâm là người thứ hai cách nói chuyện của hắn ta uyển chuyển hơn tuy cũng có ý muốn chiêu mộ nhưng lại rất ẩn ý hắn ta lấy lập trường của ninh chiết để đề nghị cho rằng ninh chiết có thể bí mật hợp tác với chu gia như vậy sẽ tránh được việc phải đối mặt với gia tộc trần trà là người thứ ba ông ta tự mình mang đến một viên linh thạch nói là chia lợi nhuận từ cơ quan hỏa bạo hầu tất nhiên đây chỉ là cái cớ trần trà mang đến lời mời của phủ thành chủ trong lúc giải quyết nguy cơ ở viên đại thắng ninh chuyết đã bất đắc dĩ phải ra tay mọi biểu hiện của hắn ta đều được phí tư công nhận và khen ngợi lời mời này chính là từ phí tư vị tu sĩ kim đan kia tuy nhiên sau khi đưa ra lời mời trần trà cũng trình bày quan điểm của mình ông ta vẽ mặt phức tạp khuyên nhủ ninh chuyết tiểu chuyết ngươi được phí tư đại nhân coi trọng chưa chắc đã là chuyện tốt hiện tại ba nhà các ngươi đang phải liên kết để chống lại phủ thành chủ ngươi nhảy sang bên phủ thành chủ nguy hiểm sẽ rất lớn một khi đã làm như vậy ngươi sẽ không còn đường lùi thực ra kể cả ngươi có hợp tác với chu gia trịnh gia cũng rất nguy hiểm lòng người khó đoán những tộc nhân đang ủng hộ ngươi rất có thể sẽ thay đổi thái độ phản đối và nhắm vào ngươi ngươi phải cẩn thận ninh chuyết ta hiểu rồi trần lão cảm ơn ông đã quan tâm Thiếu niên chắp tay, cúi đầu chào Trần trà. Hắn gọi Ninh Trầm và Ninh Dũng đến. Ninh Dũng nói ngay: "Chuyết ca, ta ủng hộ huynh. Quá khách sáo rồi, chủ mạch thưởng phạt bất công như vậy. Chim khôn chọn cành mà đậu, ngươi không cần phải chịu quất ức này. Cho dù Chuyết ca có hợp tác với ai, ta cũng theo ngươi." Ninh Dũng vỗ ngực, còn phẫn nộ hơn cả Ninh Chuyết. Ninh Trầm thì nhíu mày, thở dài, hay là cố gắng nói chuyện lại với gia tộc cao tầng xem sao dù sao thì dung nham tiên cung cũng chỉ là tạm thời quốc quân đã ban ra chiêu hiền lệnh chắc chắn chỉ hai ba năm nữa sẽ có chủ nhân mới chúng ta còn trẻ đường đời còn dài ngươi cũng nên nghĩ cho tương lai của mình chứ ninh dũng trừng mắt không được như vậy không phải là muốn chuyết ca mặt dày ở lại đội đổi tu hay sao nhìn ninh tiểu tuệ kia kìa tiến độ chưa bằng một nửa của chúng ta thế mà đã được hưởng dụng ngộ pháp đồ rồi thế còn chúng ta." Ninh Triết Vương hai tay vỗ vào vai Ninh Trầm và Ninh Dũng, mỉm cười, "Hai người đừng lo lắng. Ta biết hai người đều tốt với ta. Thật ra, lần này ta làm vậy cũng là đã suy tính kỹ lưỡng." Ninh Dũng quay sang nhìn Ninh Triết, "Vậy Triết ca, ngươi muốn làm gì, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi." Ninh Triết cười ha hả, "Hôm nay ta gọi hai người đến đây thực ra có việc muốn nhờ. Ngươi cứ nói." Ninh Trầm lập tức đáp lời. "Ninh Triết, hôm nay ta luyện pháp thuật của Tiên cung có chút hiểu ra. Tiền hai vị thông báo cho các huynh đệ trong đội đổi tu một tiếng. Nếu họ có hứng thú, chiều nay chúng ta sẽ tập trung tại đây, cùng nhau nghiên cứu, thảo luận về pháp thuật." "A, à, chỉ là như vậy thôi sao?" Ninh Dũng có chút bất ngờ. Ninh Trầm thì nhíu mày, hỏi vấn đề mấu chốt, trong đội đổi tu cũng có người của chủ mạch. Ninh Triết phẩy tay, tất nhiên là chỉ mời mọi người thuộc chi mạch thôi được trong mắt ninh trầm lóe lên một tia sáng tốt quá ninh dũng thì vui vẻ vỗ tay chúng ta không chơi với chủ mạch nữa tự mình chơi với nhau hai người họ nhanh chóng tập hợp được hầu hết các tộc nhân thuộc chi mạch những người này đương nhiên rất hứng thú bởi vì trước đây ninh triết vốn đã chủ động giúp đỡ họ dùng nhân mệnh huyền ti duệ tiếng châm băng quan cường mạch phù để giúp họ nâng cao tu vi một cách nhanh chóng sau đó, Ninh Chuyết lại dẫn dắt họ vượt ải, phá vỡ kỷ lục của Ninh Gia, đạt được thành tích xuất sắc. Cũng giống như tộc trưởng và thiếu tộc trưởng đã nhận thấy, sức hút của Ninh Chuyết đối với họ là rất lớn. Cái gì? Ninh Chuyết không những không đồng ý lời mời của Chu Gia, Trịnh Gia, mà hai ngày nay còn tích cực mời mọi người đến truyền dạy kinh nghiệm luyện pháp thuật. Ninh Hiểu Nhân nghe được tin này, không khỏi nhíu mày. Hắn ta lại xem xét dư luận trong tộc, phát hiện những lời khen ngợi dành cho Ninh Chuyết ngày càng nhiều mỗi lần truyền dạy xong, những tu sĩ kia đều khen ngợi pháp thuật của Ninh Chuyết hết lời, cho rằng mình đã học hỏi được rất nhiều điều. Rất nhiều người bắt đầu bàn tán về thiên tư của Ninh Chuyết, bởi vì lần này, khả năng thấu hiểu pháp thuật của hắn thực sự khiến người ta phải kinh diễm. Kéo theo đó là sự đồng cảm mà rất nhiều tộc nhân thuộc chi mạch dành cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết càng tài năng, lại càng khiến cho Ninh Kỵ và gia tộc cao tầng trở nên đáng trách, lạnh lùng. Ninh Hiểu Nhân cảm thấy bất an hắn ta đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi lại liên tục trong thư phòng. Hắn ta không ngờ, Ninh Triết lại không hề phạm phải sai lầm nào, nếu như Ninh Triết gia nhập Chu gia hoặc Trịnh gia, sau đó dốc hết sức lực để thể hiện, đạt được thành tích xuất sắc để chứng minh bản thân, chứng minh cho gia tộc cao tầng thấy rằng họ đã nhìn lầm người, thưởng phạt không phân minh. Nếu Ninh Triết làm như vậy, Ninh Hiểu Nhân sẽ có cớ để ra tay, xoay chuyển dư luận, gán cho Ninh Triết cái mát, kẻ phản bội gia tộc, khiến cho mọi người xa lánh hắn đến lúc đó ninh hiểu nhân sẽ có lý do chính đáng để tiếp tục đàn áp ninh triết ninh triết lại không hề phạm sai lầm với tuổi đó chẳng lẽ hắn ta đã hiểu được những điều này hay chỉ là vô tình mà thôi ninh hiểu nhân là thiếu tộc trưởng của ninh gia ngồi ở vị trí này bao lâu nay chưa ai có thể lung lấy chỉ điểm này thôi cũng đủ để thấy được khả năng của hắn ta hắn ta nhíu mày suy nghĩ một lát trong lòng liền nảy ra một kế ta phải dùng pháp kích tướng khiến cho Ninh Chuyết tự mình phạm sai lầm. Ninh Trách có thể lợi dụng được. Ninh Chuyết rất cần tiền, quan hệ với Ninh Trách lại không tốt. Quan trọng nhất là, Vương Lan đến giờ vẫn chưa đền bù bất kỳ nguồn lực nào cho hắn ta. Ninh Chuyết sẽ nghĩ gì đây? Ha ha ha! Nghĩ thông suốt mọi việc, Ninh Hiểu Nhân lập tức đẩy cửa đi ra, hướng đến phòng giam, gặp mặt Ninh Trách. Hắn ta không che giấu, trực tiếp nói cho Ninh Trách biết sự thật, nếu ngươi có thể thuyết phục ninh chuyết quay đầu tự mình trở về đội đổi tu đồng thời cúi đầu nhận lỗi với gia tộc cao tầng ta sẽ thả cho ngươi tự do nghe được lời này ninh trách như người chết đuối vớ được cộng rơm cứu mạng sau đó ninh hiểu nhân lại sắp xếp cho vương lan đến thăm lão gia ngươi sao rồi vương lan kinh hãi hai vợ chồng đứng hai bên song sắt nhìn nhau trên người ninh trách đầy vết thương tất nhiên trong phòng giam có phương pháp chữa trị rất tốt, nhưng Ninh Hiểu Nhân muốn khiến cho Ninh Trách trông thảm hại hơn, nên đã cố ý chỉ chữa trị một nửa. Vì vậy, khi Vương Lan đến thăm, nhìn thấy trên người Ninh Trách vẫn còn rất nhiều vết thương đang chảy máu. Ninh Trách không màng đến cơn đau, vội vàng nói, Ninh Chuyết hại ta, chính là nó hại ta. Ta đã biết chuyện gì đang xảy ra từ thiếu tộc trưởng rồi. Tên nhóc Ninh Chuyết kia quá láo tuét, dám tự ý rời khỏi đội đổi tu. Hắn coi những gì ta làm là cái gì? Hồi đó, để cho nó được gia nhập đội đổi tu, ta đã phải mất bao công sức. Bây giờ thiếu tộc trưởng muốn chúng ta ra mặt thuyết phục Ninh truyết quay về, nàng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ cần làm được, thiếu tộc trưởng sẽ thả ta ra. Vương Lan trợn mắt, thật sao? Hai Diệp Ninh trách thở dài, bây giờ ngoài lời hứa của thiếu tộc trưởng ra, ta không còn gì để bấu víu nữa. Nàng nhìn ta này, ở đây tu vi của ta bị phong ấn, ta lại không phải thể tu, không chịu đựng được bao lâu nữa đâu. Vương Lan gật đầu liên tục, lão gia yên tâm, ta nhất định sẽ khuyên nhủ Ninh Triết quay đầu. Nhất định phải thành công, Ninh Trách nói, cho dù có phải dùng tiền, cũng không được tiếc. Ánh mắt Vương Lan lóe lên, ừm, um, được. Ninh Trách rất hiểu thê tử của mình, nhìn thấy Vương Lan có vẻ do dự, liền nghiêm túc nói, nàng là nữ nhân chỉ ở trong nhà nên không biết chuyện đã nghiêm trọng đến mức nào tuyệt đối không thể để cho tên nhóc ninh triết kia gây ra chuyện gì nữa một khi nó hợp tác với chu gia trịnh gia người trong tộc sẽ nhìn nhận nó thế nào chắc chắn sẽ coi nó là kẻ phản bội gia tộc đến lúc đó danh tiếng của nó sẽ bị hủy hoại quan trọng là chúng ta là người thân nhất của nó cũng sẽ bị liên lụy tương lai nếu kỵ nhi thể hiện tốt có cơ hội thăng tiến chỉ vì là biểu huynh đệ với ninh triết nó cũng sẽ bị loại bỏ nàng hiểu chưa vương lang kêu lên một tiếng a à, mặt lộ vẻ kinh hoàng liên tục gật đầu ta hiểu ta hiểu rồi lão gia ta nhất định sẽ cố gắng hết sức thuyết phục ninh chuyết quay về đội đổi tu cho dù cho dù phải vứt bỏ ninh trách giật mình lắng nghe vương lang nói tiếp cho dù vứt bỏ hết mặt mũi ta cũng quỳ xuống cầu xin hắn cũng phải để hắn trở về ninh trách lúc này mới thở vào nhẹ nhõm bổ sung, quỳ xuống, thằng nhóc đó sẽ không chịu nổi đâu. Còn nữa, điều quan trọng nhất, lúc cần thiết tuyệt đối đừng keo kiệt, phải đưa đủ tiền. Chỉ cần ta ra khỏi đây, sẽ có hy vọng, có thể lấy lại danh dự, bù đắp tất cả những gì chúng ta đã mất. Vương Lan gật đầu lia lịa, ta hiểu, ta hiểu hết rồi, ta đi đây. Nhất định phải thành công đấy. Được. Nhìn bóng lưng Vương Lan rời đi, Ninh Trách vẫn không yên tâm, lại dặn dò thêm một câu, nếu không thành công thì tính tiếp, đừng làm chuyện ngu ngốc. Vương Lan quay đầu lại, gượng cười, chàng yên tâm. Nhìn thấy nét mặt bi thương của Vương Lan, trong lòng Ninh trách giấy lên nỗi bất an, càng thêm lo lắng. Tại thư phòng, Ninh Hiểu Nhân nhận được một bản báo cáo chi tiết. Nội dung báo cáo ghi chép lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Ninh Trách và Vương Lan, không thiếu một chữ. Ninh Hiểu Nhân gật đầu nhẹ, trong lòng thầm hài lòng cho dù Vương Lan có thuyết phục được Ninh Chuyết hay không, cũng sẽ dán một đòn nặng nề vào danh tiếng của Ninh Chuyết. Hiện tại, điều duy nhất ngăn cản Ninh Hiểu Nhân ra tay chính là danh tiếng của Ninh Chuyết. Là nạn nhân của sự bất công, Ninh Chuyết thực sự đã nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người thuộc chi mạch Ninh Gia, nếu Ninh Chuyết chán ghét Ninh Trách và Vương Lan, nảy sinh tâm lý phản nghịch, thực sự hợp tác với Trịnh Gia hoặc Chu Gia, đó chính là sơ hở chí mạng ánh mắt ninh hiểu nhân lóe lên tia lạnh lẽo hắn ta đang chờ đợi điều đó vương lan tỉ mỉ trang điểm cố tình đợi đến lúc ninh triết truyền dạy pháp thuật cho các bạn đồng môn khi có đông người nhất bà ta xông vào sân tiểu triết vương lan đi thẳng về phía ninh triết ninh trầm ninh dũng và những người khác tò mò nhìn sang ninh triết dừng luyện pháp đại bá mẫu người có chuyện gì sao trước mặt mọi người vương lan đi đến trước mặt ninh triết Bỗng nhiên quỳ xuống, khóc lóc nói, "Tiểu Truyết, bá mẫu quỳ xuống xin ngươi. Xin ngươi hãy cứu đại bá của ngươi. Ông ấy là đại bá ruột của ngươi, là người thân duy nhất của ngươi trên đời này." Mọi người trong sân đều kinh ngạc. Bịch. Chưa kịp để mọi người phản ứng, Ninh Truyết cũng quỳ xuống. Hắn quỳ gối xuống đất, xúc động nói với Vương Lang, "Đại bá mẫu, người mau đứng dậy. Ta sao có thể nhận đại lễ như vậy?" tuy người không cùng huyết thống với ta nhưng đã nuôi nấng ta trưởng thành ta mang ơn người nhất định sẽ báo đáp tuy đại bá đã tham ô tài nguyên tu luyện của ta suốt mười mấy năm qua nhưng ông ấy vẫn là đại bá của ta nếu ông ấy gặp nguy hiểm đến tính mạng ta nhất định sẽ dốc hết sức bỏ mặt tất cả để cứu ông ấy ninh trầm ninh dũng ninh triết quát khẽ ninh trầm ninh dũng vội vàng bước ra khỏi đám đông phụ vương lan đứng dậy sau khi vương lang đứng dậy ninh chuyết mới đứng lên vương lang nức nở nói tiểu chuyết thực ra ta đã hiểu lầm đại bá của con rồi ông ấy chưa từng tham ô cắt xén bất kỳ tài nguyên tu luyện nào của ngươi đó là do thiếu tộc trưởng ninh hiểu nhân vu oan ninh chuyết ngạc nhiên bá mẫu người là có ý gì mọi người trong sân đều như lọt vào sương mù vương lang nói tiếp khiến cho mọi người dần dần hiểu rõ sự tình tất cả đều là âm mưu của ninh hiểu nhân hắn ta biết ngươi có thiên tư và tài năng muốn lôi kéo ngươi nên đã cố tình hãm hại đại bá của ngươi vu khống ông ấy tham ô một lượng lớn tài nguyên tu luyện nhưng sự thật là suốt mười mấy năm qua ông ấy chưa từng nhận bất kỳ thứ gì hắn ta chỉ muốn chia rẽ ngươi và đại bá để hắn ta có cơ hội tiếp cận ngươi lấy lòng ngươi hắn ta muốn khiến ngươi nghĩ rằng hắn ta là người duy nhất trên đời đối xử tốt với ngươi để nhận được sự biết ơn vô hạn của ngươi khiến ngươi sau này phục tùng hắn ta cái gì ninh chuyết kinh hãi bá mẫu việc này không thể nói bừa được vương lan lắc đầu thái độ kiên quyết chuyện này hoàn toàn là sự thật chỉ là trước đây nhà ta e ngại quyền lực của ninh hiểu nhân không dám nói ra nhưng lần này hắn ta thực sự quá đáng hắn ta dùng tính mạng của đại bá ngươi để uy hiếp ta muốn ta lợi dụng thân phận người thân để ép buộc ngươi buộc ngươi quay về đội đổi tu ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của hắn ta chấp nhận mọi sự đối xử bất công ta không thể chịu đựng được nữa đại bá của ngươi cũng không thể chịu đựng được nữa ông ấy đã bí mật liên lạc với ta muốn ta làm như vậy bởi vì hành động của ninh hiểu nhân chính là đang để ngươi để cả nhà chúng ta vào chỗ chết nghe những lời này mọi người đều kinh hãi nhìn nhau ninh triết cúi đầu lông mày nhíu chặt suy nghĩ hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên bá mẫu những gì người nói đều là sự thật sao? Thực ra, giờ phút này ta rất hoang mang, bởi vì ta không biết nên tin ai. Vương Lan đã chuẩn bị sẵn sàng, cắn răng nói, nên hiểu nhân vu oan cho đại bá của ngươi, tạo ra rất nhiều bằng chứng giả. Ta đã thu thập được khá nhiều, ở chỗ ngươi chắc cũng có một phần. Hắn ta vội vàng chia rẽ ngươi và đại bá của ngươi, chắc chắn sẽ không chu toàn, những bằng chứng giả này chắc chắn có rất nhiều sơ hở. Còn nữa, nếu Ninh Hiểu Nhân đã giúp đỡ ngươi suốt mười mấy năm qua, chắc chắn sẽ có dấu vết, không thể nào không có bằng chứng. Ngươi chỉ cần điều tra là có thể chứng minh tất cả. Được. Ninh Triết quá khẽ, Ninh Trầm, Ninh Dũng, còn có các vị huynh đệ. Mong các vị giúp đỡ, cùng ta điều tra rõ chuyện này trước tối nay. Các bạn đồng môn đã nhận được rất nhiều ân huệ từ Ninh Triết, lại không phải trên chiến trường, vì vậy không ai do dự, tất cả đều đồng ý lúc trước, Ninh Hiểu Nhân hại Ninh Trách trong lúc vội vàng, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi sự điều tra kỹ lưỡng như vậy. Các sơ hở nhỏ được kết nối với nhau, chân tướng dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Đường đường là thiếu tộc trưởng, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Hắn ta vốn không phải người tốt, ta nhớ tiền trợ cấp của gia gia ta cũng bị hắn ta cắt xén. Có hắn ta, gia tộc chúng ta sẽ không bao giờ công bằng được. Nhìn A Chuyết kia kìa, hắn có thiên tư, có tài năng, khiến chúng ta phải kính phục ngay cả nhân tài như vậy mà còn bị đối xử như thế huống chi là chúng ta trong nháy mắt dư luận sôi sục hỏa hầu đã đủ rồi ninh chuyết thầm nghĩ hắn kiên quyết đề nghị mong mọi người giúp đỡ lan truyền tin tức này càng nhiều người biết càng tốt có thể nhẫn nhịn không thể chịu nhục ninh hiểu nhân có tư cách ngồi vào vị trí thiếu tộc trưởng này sao ta muốn đến từ đường tông tộc đòi lại công bằng. Ninh Chuyết giơ tay hô lớn. Những người khác, đi cùng, đi cùng. Ninh Chuyết một ngựa đi đầu, đẩy cửa sân bước ra, theo sau là hơn 20 vị đồng môn. Ninh Trầm, Ninh Dũng đi sát phía sau. Vương Lan là người cuối cùng, bà ta nhanh chóng bước ra, đóng cửa sân lại. Thực chất, trước khi họ rời khỏi sân, đã có rất nhiều đạo phù lục truyền tin bay ra. Đó là do Ninh Chuyết yêu cầu mọi người, trước khi đến từ đường, hãy lan truyền tin tức này càng rộng càng tốt. Những phù lục này bay giữa không trung, nhanh chóng khuếch tán, như vô số viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ rộng lớn của ninh gia. Sóng gió nổi lên. Thiếu tộc trưởng ninh hiểu nhân muốn ninh triết ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn ta, nên mới hãm hại đại bá của ninh triết. Thiếu tộc trưởng lại còn giam cầm ninh trách, dùng tính mạng và tự do của ông ấy để uy hiếp ninh triết. Tin này là giả sao? Vô lý, ai tung tin đồn thất thiệt này? Hừ, Ninh Hiểu Nhân còn ít chuyện xấu xa sao? Dù vậy, lần này hắn ta cũng quá mức rồi. Ngay cả những thành viên của chủ mạch, khi nghe được tin tức này, cũng cảm thấy Ninh Hiểu Nhân đã vượt quá giới hạn. Theo lời đồn, Ninh Trung, cha của Ninh Chuyết, là ân nhân cứu mạng của Ninh Hiểu Nhân. Trước khi Ninh Trung tử trận, Ninh Hiểu Nhân từng hứa sẽ chăm sóc cho Ninh Chuyết. Nhưng trên thực tế, trong suốt mười mấy năm qua, ninh hiểu nhân chưa từng cho ninh triết bất kỳ tài nguyên tu luyện nào hoàn toàn nuốt lời ninh triết bộc lộ tài năng chế tạo cơ quan và thiên tư tu luyện xuất chúng khiến ninh hiểu nhân nhìn thấy giá trị lợi dụng để bù đắp cho lỗi lầm trước đây hắn ta bày mưu tính kế hãm hại đại bá của ninh triết vu oan ông ta biển thủ tài nguyên hỗ trợ ninh triết khiến cho người một nhà là ninh triết và ninh trách trở mặt thành thù ninh triết lập công lớn trong chuyến thám hiểm tiên cung nhưng ninh hiểu nhân lại thưởng phạt bất công Ninh Triết tức giận rời khỏi đội đổi tu, Ninh Hiểu Nhân liền lấy tính mạng và tự do của Ninh Trách để uy hiếp, ép Vương Lan quỳ xuống trước mặt mọi người, buộc Ninh Triết phải khuất phục. Đây là hành động của một thiếu tộc trưởng sao, đây là việc mà một tu sĩ chính đạo có thể làm sao, nếu là thật, Ninh Hiểu Nhân thân là thiếu tộc trưởng, lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để đối phó với người trong tộc, hắn ta tuyệt đối không xứng đáng với thân phận này. Ninh Hiểu Nhân thật sự làm vậy sao? Quá đáng quá! hắn không thể làm vậy chứ. Ngu xuẩn như thế sao? Ta cảm thấy giống như Ninh Chuyết đang bôi nhọ hắn ta hơn. Gần đây, cái tên Ninh Chuyết thường xuyên được nhắc đến trong các cuộc thảo luận của tộc nhân Ninh Gia. Trước đây, Ninh Chuyết chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không mấy ai chú ý, nhưng hắn bắt đầu nổi bật từ trong cuộc khảo nghiệm lực lượng của ba nhà liên hợp. Việc hắn đặc biệt phù hợp với ngũ hành khí luật quyết khiến người ta ghen tị với vận may của hắn. Sau khi bộc lộ thiên tư, Đa số mọi người đều kỳ vọng vào tương lai của Ninh Triết. Việc Ninh Triết nhiều lần giúp đỡ đồng môn càng khiến ấn tượng của mọi người về hắn tốt hơn. Gần đây nhất, việc Ninh Triết thám hiểm tiên cung, một mình đánh tới cửa ải thứ 8 càng khiến tiếng tăm của hắn vang xa, thành tích này hoàn toàn vượt qua Ninh Tiểu Tuệ. Quan trọng là, Ninh Triết xuất thân từ chi mạch, còn Ninh Tiểu Tuệ là thiên tài của chủ mạch. Điều này khiến những tộc nhân chi mạch thường ngày bị áp bức cảm thấy vui mừng. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, họ lại nghe tin ninh chuyết bị đối xử bất công chủ động rời khỏi đội đổi tù ninh hiểu nhân cố tình lan truyền tin tức bóp méo sự thật nhưng các tộc nhân chi mạch vẫn không ngừng bàn tán về sự đối xử bất công họ đồng tình và khâm phục hành động của ninh chuyết tuy nhiên cũng có một số ít người âm thầm căm ghét ninh chuyết khi bị chủ mạch ức hiếp ta chọn cách nhẫn nhịn sợ hãi còn ngươi lại làm như vậy cố gắng phản kháng chống đối trước mặt mọi người so với ngươi ta trước đây chẳng là cái thá gì lòng người chính là phức tạp như vậy chuyện của ninh triết vốn là chủ đề nóng bỏng trong tộc gần đây giờ đây tin tức chấn động về ninh hiểu nhân và ninh trách bất ngờ bùng nổ như châm thêm dầu vào lửa quanh một tiếng ngọn lửa bùng cháy dữ dội một người truyền mười mười người truyền trăm trăm người truyền ngàn nếu thiếu tộc trưởng thật sự làm vậy nhân phẩm của hắn thật sự quá tệ sự thật là gì mọi người đang đến từ đường chúng ta cũng đi xem sao đi ta cũng là người chi mạch từng bị chủ mạch chèn ép ta muốn ủng hộ ninh chuyết vô số tộc nhân bắt đầu di chuyển cùng nhau tiến về từ đường của ninh gia nhìn từ trên cao từng nhóm người từ nơi ở của mình đi ra hội tụ trên đường lớn ngõ nhỏ tạo thành dòng người đông đúc cùng tiến về từ đường chuyện gì vậy lão giả trấn giữ từ đường cảm thấy bất an Ninh Chuyết và những người khác còn chưa tới, nhưng đã có rất nhiều tộc nhân đến đây. Làm càng. Tụ tập ở đây làm gì? Muốn quấy rầy tổ tông hay sao? Lão giả quát lớn. Một số tộc nhân lộ vẻ sợ hãi. Lúc này, một chấp sự chi mạch bước ra, hành lễ với lão giả, sau đó nói, gia lão đại nhân, đã xảy ra chuyện lớn. Hôm nay nhất định phải điều tra rõ ràng. Nếu không, nếu có người bị oan ức, tổ tiên dưới suối vàng biết được, chắc chắn sẽ tức giận, trách cứ chúng ta bất hiếu. Lão giả cao mày, định lấy oai phủ đầu, nhưng vị chấp sự kia cũng lấy uy danh của lão tổ tông ra. Lão giả nhíu mày, bất mãn nói, Ninh hướng quốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ninh hướng quốc liền kể lại toàn bộ sự việc một cách ngắn gọn, xúc tích. Sắc mặt lão giả hơi thay đổi. Ông ta là người của chủ mạch, lại có thể trấn thủ từ đường, đủ để thấy vị trí quan trọng của mình trong tộc ông ta hiểu rõ tính cách của ninh hiểu nhân theo tính cách của thiếu tộc trưởng chuyện này hắn ta hoàn toàn có thể làm ra bây giờ còn kịp cứu vãn không nghĩ đến đây lão giả gật đầu giọng điệu hòa hoãn hơn nói với mọi người ta thân là người trấn giữ từ đường luôn làm việc công bằng chính trực chuyện đã đến nước này vậy thì mời tộc trưởng và các vị gia lão đến đây để cùng xem xét Mọi người đều có tư cách theo dõi, nhưng tụ tập ở cửa ra vào như vậy là sao? Lui ra hết đi, để ta cho người mở cửa, dọn dẹp hội trường, mời mọi người vào trong. Ngươi, mau đi thông báo cho tộc trưởng và các vị gia lão, lão giả sai người đi mật báo. Trong lúc nói chuyện, lại có thêm một nhóm lớn tộc nhân đến từ đường. Lão giả thầm kinh hãi, chuyện này thật sự chấn động cả gia tộc. Không ngờ lại là do một thiếu niên luyện khí tầng 3 khơi mào lão giả biết, mình chỉ có thể thuận theo chiều nước, che giấu cũng vô dụng, thậm chí, chậm trễ một chút thôi cũng có thể bị người ta mắng chửi. Thân là người của chủ mạch, ông ta chỉ có thể hy vọng Ninh Hiểu Nhân bị vu oan, chưa từng làm ra những chuyện này. Tộc trưởng nhanh chóng nhận được tin tức, Kinh Hải đứng bật dậy. Là cha, ông ta quá hiểu tính cách của Ninh Hiểu Nhân. Ông ta lập tức thi pháp, gửi phù lục truyền tin cho Ninh Hiểu Nhân. Ninh Hiểu Nhân đang bế quan tu luyện, bổ sung pháp lực, bị phù lục truyền tin làm phiền, trong lòng bực bội. Tuy nhiên, hắn ta nhanh chóng nhận ra đây là bút tiếp của cha mình, không khỏi tò mò, cha tìm ta có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Cái gì? Sau khi xem xong nội dung bùa truyền tin, Ninh Hiểu Nhân như ngồi trên lửa, lập tức nhảy dựng lên. Tên tiểu tử Ninh Chuyết này muốn hãm hại ta. Ninh Hiểu Nhân không còn tâm trí tu luyện nữa, lập tức đẩy cửa mật thất, chạy ra ngoài hắn ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía nhà lao lúc này ninh trách là nhân vật mấu chốt nhất chỉ cần ninh trách phối hợp với hắn ta kiên quyết phủ nhận vậy thì hắn ta vẫn còn hy vọng kết quả khi hắn ta đến nhà lao lại thấy một đám tộc nhân chi mạch đang vây quanh tránh ra ninh hiểu nhân quát lớn tụ tập ở đây làm gì muốn tạo phản sao các tộc nhân chi mạch nhìn thấy thiếu tộc trưởng lập tức có chút bối rối lúc này một giọng nói già nua vang lên thiếu tộc trưởng ngươi đến muộn rồi ninh trách đã được lão phu đưa đi trong lòng ninh hiểu nhân trầm xuống hắn ta nhìn thấy đám người tách ra một con đường một lão giả chậm rãi bước tới phía sau lão giả là ninh trách với vẻ mặt kinh ngạc nhìn thấy lão giả ninh hiểu nhân tối sầm mặt mũi nhưng vẫn chắp tay thi lễ nói phù lão lão giả kia tên là ninh hữu phù là người của chi mạch từng đảm nhiệm chức vụ gia lão phù đường, có uy tín rất lớn. Ninh Hiểu Nhân vẫn muốn cố gắng, phù lão có chỗ không biết, đây đều là quỷ kế của Ninh Chuyết. Ninh trách dính líu đến vụ việc biển thủ, vẫn đang bị điều tra. Vương Lan nhiều lần cầu xin ta thả Ninh trách, nhưng ta không đồng ý, bởi vì vụ việc vẫn chưa điều tra rõ ràng. Ninh Hữu Phù cười ha hả, nói, Ninh trách là do ta tự mình mang đi, thiếu tộc trưởng. Ngươi muốn ngăn cản, cứ việc bước qua xác ta ninh hiểu nhân vội vàng nói sao dám sao dám phù lão nói đùa rồi ngài hiểu lầm ta rồi hiểu lầm hay không đến từ đường sẽ rõ thiếu tộc trưởng mời vừa nói ninh hữu phù vừa dẫn ninh trách đi về phía trước ninh hiểu nhân nghiến răng nghiến lợi muốn kiên trì nhưng trước mặt đông đảo tộc nhân đối mặt với ninh hữu phù uy danh hiển hách hắn ta không thể không nhường đường ninh hữu phù cười ha hả tiếp tục bước đi. Khi đi ngang qua Ninh Hiểu Nhân, Ninh Hiểu Nhân đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhìn chầm chầm Ninh Trách, như muốn cảnh cáo, ngươi mà dám nói linh tinh, ta sẽ không tha cho ngươi, Ninh Trách vội vàng cúi đầu, không dám nhìn Ninh Hiểu Nhân. Trong lòng ông ta tràn đầy nghi hoặc, vừa rồi Ninh Hữu Phù cũng không nói gì với ông ta. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Ninh Chuyết dẫn đầu đoàn người hùng hổ đi trong tộc địa. So với lúc mới rời khỏi, Đội ngũ của Ninh Tuyết đã lớn gấp đôi, lên đến hơn 50 người. Hơn nữa, trên đường đi, càng ngày càng có nhiều người gia nhập. Mọi người xì xào bàn tán, hỏi hai Ninh Tuyết đủ điều, vô cùng tò mò. Ninh Tuyết mặt đầy tức giận, không ngừng giải thích. Ninh Dũng có chút bất mãn, nhỏ giọng khuyên nhủ, "Tuyết ca, chúng ta cứ vừa đi vừa giải thích như vậy, chậm trễ thời gian quá." Ninh Tuyết chỉ liếc nhìn Ninh Dũng, không nói gì. Ninh trầm truyền âm nói, ngu ngốc. Bây giờ đương nhiên là càng nhiều người biết càng tốt, càng nhiều người ủng hộ chúng ta càng có lợi, ngươi hiểu chưa? Ninh Dũng bừng tỉnh, gật đầu ly lịa, hiểu rồi, hiểu rồi. Từ đường. Gia lão đại nhân, chỗ ngồi không đủ. Thuộc hạ vội vã báo cáo. Lão gia lão cao mày, mang thêm bàn ghế từ học đường sang đây, bày hết ra cả tiền viện và trung viện đi. Người đến quá đông, lại còn tiếp tục tăng không ổn rồi gia lão ngửi thấy mùi âm mưu trong chuyện này mau thúc giục ninh truyết tiểu tử đó sao lại chậm chạp như vậy đến giờ này còn chưa đến rất nhiều vị gia lão khác cũng đã tới rồi muốn bày đặc uy phong sao gia lão biết rõ thời gian càng kéo dài càng bất lợi cho chủ mạch lúc này có người bẩm báo thiếu tộc trưởng đến gia lão và mọi người vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng chính nên tiếp. Ninh hiểu nhân vừa bước vào từ đường, nhìn thấy gia lão, liền vội vàng tiến lên, chắp tay nói, trên mặt vẫn giữ nét ung dung, nhưng âm thầm truyền âm với vẻ lo lắng. Gia lão, để mặt cha ta cứu ta một mạng. Gia lão nghe vậy, đồng tử co rút lại. Đúng lúc này, Ninh hữu phù và Ninh trách cũng vừa tới. Gia lão chỉ nói vài câu xã giao với Ninh hiểu nhân, sau đó vội vã tiến đến nên đón Ninh hữu phù. Phù lão ngài đã đến, thật vinh hạnh cho chúng ta có cơ hội được nghe ngài chỉ bảo. gia lão tươi cười nói. ninh hữu phù cười ha hả, lão già này sống ngày nào hay ngày đó, định an hưởng tuổi già, nhưng chuyện đã đến nước này không thể không đến. người bên cạnh ta là ninh trách đại bá của ninh triết. gia lão kinh ngạc thốt lên, sau đó tự mình dẫn đường, mời ninh hữu phù và ninh trách vào từ đường. trong lúc đó, ninh hiểu nhân liên tục truyền âm cho ông ta nhưng ông ta đều làm ngơ không trả lời người của từ đường được phái đi thúc giục ninh triết thấp giọng nói ninh triết ngươi gây ra chuyện lớn rồi rất nhiều vị gia lão đã có mặt tại từ đường ngươi còn chưa đi được nửa đường ninh triết vội vàng xin lỗi nói do có quá nhiều tộc nhân muốn hỏi han giải thích mất thời gian đồng thời nhờ người này về báo lại rằng hắn sẽ đến ngay sau khi người của từ đường rời đi ninh triết vẫn như cũ thậm chí còn cố ý đi chậm hơn một chút nhờ vậy càng ngày càng có nhiều tộc nhân tụ tập xung quanh hắn. Đội ngũ của hắn đã lên đến hơn 60 người. Khi đi qua một góc đường, một lão giả chống gậy, dẫn theo ba người hầu, nhìn về phía Ninh Chuyết, ra hiệu cho hắn lại gần. A, à, là Ninh Hậu Quân lão gia, có người trong đội ngũ kinh hô. Ninh Hậu Quân cũng từng là gia lão, giữ chức gia lão chế đường, nhưng mười mấy năm trước đã xin từ chức, ở ẩn tại gia. Giống như Ninh Hữu Phù, ninh hậu quân cũng là người của chi mạch có uy tín rất cao trong tộc ninh triết vội vàng bước nhanh đến trước mặt ninh hậu quân cúi đầu hành lễ ninh hậu quân đánh giá ninh triết từ trên xuống dưới khen ngợi tốt tướng mạo đường đường chính chính tinh thần phấn chấn đúng là thanh niên túng tú chuyện của ngươi lão phu đã nghe nói lần này lão phu sẽ cùng ngươi đến từ đường ninh triết cảm ơn rối rít các tộc nhân xung quanh reo hò cho rằng có ninh hậu quân đồng hành chuyến đi này nhất định thành công ninh triết và ninh hậu quân sóng vai bước đi vừa trò chuyện vừa bí mật truyền âm cho nhau người trẻ tuổi ngươi có biết lần này người quan trọng nhất là ai không ninh hậu quân truyền âm hỏi là lão tổ ninh triết không cần suy nghĩ lập tức trả lời hắn không nói là lão tổ tông mà là kim đan lão tổ ninh hậu quân liếc nhìn ninh triết ánh mắt lộ vẻ tán thưởng tiếp tục truyền âm không sai ngươi nhìn rất thấu đáo lão tổ của chúng ta không phải người của chủ mạch chủ mạch kim đan lão tổ có ân huệ to lớn đối với ông ta vì vậy lão tổ luôn thiên vị chủ mạch nhưng bản thân ông ấy cũng không có hậu duệ trực hệ bởi vậy mười mấy năm trước chi mạch chúng ta mới liên kết lại muốn chống đối chủ mạch tuy thất bại nhưng trong toàn bộ quá trình lão tổ cũng không hề ra mặt ninh chuyết gật đầu nếu đã vậy lần này chúng ta nhất định sẽ thắng không sai ninh hậu quân cười rạng rỡ tiếp tục truyền âm lão phu từ trước đến nay chỉ thích đánh trận chắc thắng nếu không sao lại gia nhập cùng các ngươi lần này chỉ là vấn đề thăng ít hay thắng nhiều thôi từ đường tộc trưởng ninh gia cũng đã đến ông ta lạnh lùng hỏi ninh triết vẫn chưa đến sao lúc này người được phái đi thúc giục cũng đã trở về người này vừa nhìn thấy ninh triết vốn định vênh váo nhưng lại bị ninh hậu quân quát lớn lão phu tuổi cao đi chậm một chút thì đã sao? người về bẩm báo với tộc trưởng, ông ta vội vàng như vậy là muốn đi tiểu hay là muốn đi đại tiện sao? người kia chỉ có thể im lặng quay về, đương nhiên là không dám thuộc lại lời của ninh hậu quân, chỉ nói ninh hậu quân cũng đến. tộc trưởng hít sâu một hơi, cố nén giận. gia lão chế đường cười nói, nhiều năm như vậy, tính tình của ninh hậu quân vẫn chẳng thay đổi chút nào. không biết nhi tử của ông ta sau khi bị trục xuất khỏi gia tộc Cuộc sống ra sao? Những năm gần đây, ông ta có liên lạc với con trai mình không? Mãi đến khi mặt trời lên cao, gần đến giữa trưa, Ninh Triết mới dẫn người đến từ đường. Lúc này, đội ngũ của hắn đã vượt quá trăm người. Tuy nhiên, bên trong từ đường còn đông hơn gấp bội. Đa số những người đi theo Ninh Triết chỉ có thể đứng ngoài dự thính. Dù vậy, cũng không còn chỗ trống. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.